một bộ đỉnh ngũ sự, nhưng mà các bác được tận 9 món, gồm một đỉnh, hai hạc, hai chân lến, hai cây đèn dầu bằng đồng, một mâm bồng và một ống cắm hương. Bộ đỉnh này của nhà em là một bộ đỉnh hoa sòi màu hun giả cổ, kích thước đại với chiều cao là 65 cm. Tổng trọng lượng của bộ ngũ sự khoảng 36 kg đồng cát tút 100%. Nổi bật là ba bông hoa sòi được đúc niền khối. Đây các bác có thể thấy là được đúc nổi rất là cao trên bề mặt của bộ đỉnh. Và đặc biệt bộ đỉnh này của nhà em là dáng hồ lô và lền da là da trơn, không lền gấm lền hoa, phù hợp với bác nào mà thích cái sự giản dị nhưng mà không kém phần sang trọng. Ba chữ phúc lộc thọ nhà em cho dát vàng, đó rất là đẹp. Lắp đỉnh cũng được làm là lắp trơn, ở bên trên lắp đỉnh là ông nghê của Việt Nam. Đấy, dáng ngồi vờn cầu ngậm ngọc, rất là chuẩn Việt Nam, chuẩn văn hóa. Hai tay mây và ba chân quỳ lân, cam kết với các bác là nhà em đúc liền khối. Liền khối thì nó sẽ rất là vững chãi, cũng như là đúc liền khối nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với việc là mình hàn vào. Đấy các bác có thể thấy đó, ba chân quỳ lân rất là to, các cái chi tiết là được làm vô cùng là sắc nét. Đế đỉnh cũng là đế giả cổ, đế đài sen chữ phúc. Một bộ đỉnh như thế này thì mình rất là dễ dàng mình vệ sinh bao sái, khi các bác dâng lên ban thờ nó cũng rất là sang trọng, rất là đẹp. Hai ông hạc, đấy ông hạc là hạc cánh tiên ngậm chùm sen, ngực ưỡng rất là cao. Đấy các cái chi tiết là được chạm tỉa rất là đẹp và làm màu giả cổ nó rất là thật, trông nó không bị là phô. Đấy các bác có thể thấy. Và đĩa lến cũng là đĩa lến trơn, chân lến có chạm tỉa chữ phúc. Đấy, đài sen các bác có thể nhấc ra được và cũng được chạm tỉa năm hình Phật Bồ Tát ở trên đài sen. Nó rất là đẹp đúng không ạ? Và em xin nhắc lại bộ đỉnh này của anh em là tổng trọng lượng là 36 kg đồng, không tính các cái món phụ kiện. Và bên cạnh đó nhà em có các cái món phụ kiện, đấy chính là đôi đèn dầu bằng đồng. Đây các bác có thể thấy màu nhà em cũng làm đồng màu với bộ đỉnh. Đấy màu giả cổ các bác thấy chất liệu là bằng đồng 100%. Cùng với đó là mâm bồng chữ phúc. Các bác có thể thấy là mâm bồng chữ phúc nhà em cũng chạm tỉa, các cái hình họa tiết là được chạm tỉa cực kỳ là sâu. Đấy, rất là sâu và tinh xảo. Bên cạnh đó là ống cắm hương. Đây các bác có thể thấy là ống cắm hương mình đưa lên ban thờ. Đây là một bộ cửu sự. Một bộ cửu sự như này là đầy đủ rồi, đầy đủ tất cả các món rồi. Các bác mua một lần là không cần phải mua thêm bất kỳ một món phụ kiện nào nữa. Và bộ đỉnh này nhà em đang bán với giá trên 13 triệu một chút. Các bác mua hàng gọi điện thoại trực tiếp cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Em xin nhắc lại, riêng bộ ngũ sự đã có cân nặng là khoảng 36 kg đồng rồi.